Sư Tử Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác một bộ tranh tứ bình chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Bộ tranh này có mã là TG052, có kích thước cao 1m25, ngang 42 và dày 4 phân. Bộ tranh này được làm rất đẹp và sắc nét, được đục tỉ mỉ trên từng chi tiết một và ngoài ra thì có chữ vinh hoa phú quý rất là lạ đúng không ạ? Tranh tứ bình là một bộ tranh lấy bốn loài hoa làm biểu tượng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Và ở bộ tranh này, các bác có thể quan sát kỹ, thấy bộ tranh này được đục nổi, ráp rất là kỹ trước khi PU và ngoài ra thì ván khung là những đồng xu tiền vàng, rất là đẹp, lạ và độc các bác nhé. Bốn loại hoa được lựa chọn, cắt tỉa nghệ thuật và cắm vào trong bốn cái bình và bốn cái bình này lại được trang trọng, đặt trang trọng ở trên bốn cái kệ kèm theo một số các loại hoa quả vật dụng khác nhằm miêu tả mùa nào thức ấy. Ngoài ra thì có chữ bốn chữ vinh hoa phú quý như một lời chúc dành cho gia chủ. Nếu như tranh tứ quý lựa chọn bốn loại cây mai trúc cúc tùng thì tranh tứ bình lại chọn bốn loài hoa mai sen cúc và mẫu đơn là biểu tượng cho bốn mùa. Tranh tứ quý thì mang cả một vườn cây thiên nhiên vào nhà, bao gồm cả cây cả chim nhằm thể hiện sự phong lưu đầy đủ và vĩnh cửu. Còn tranh tứ bình thì lại lựa chọn và sắp đặt bốn loài hoa, hoa được cắt tỉa rất là cẩn thận. Và tranh tứ bình này thì đem lại cho gia chủ có một cảm giác rất là đẹp mắt, yên bình và tràn đầy sức sống của bốn loài hoa. Và những lời thơ ở trên bộ tranh này thì thể hiện tâm thái an nhiên, tự tại khi sống trong đạo của thiên nhiên, của đất trời và là ước muốn của con người về một sự bền vững no đủ, sung túc, may mắn và hạnh phúc. Nếu như các bác đang tìm kiếm những cái bộ tranh tứ quý hay là tứ bình mà giá lại cực kỳ êm ái thì đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo của các bác. Là một món quà tặng tân gia hoặc là làm thành những cái món quà tặng cho chính mình để treo ở trong không gian nhà mình rất là tuyệt vời các bác nhé. Hoặc là các bác có thể treo ở sảnh công ty cửa hàng thì rất là đẹp mắt và đem lại cho người nhìn có một cảm giác thư thái và tĩnh lại khi nhìn vào bức tranh này. Và bộ tranh tứ bình vinh hoa phú quý chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi có mã là TG052, có kích thước cao 1m25, ngang 42 và dày 4 phân, có giá là 5.800.000 và miễn phí ship toàn quốc. Các bác đặt hàng có thể liên hệ qua số Zalo hoặc số hotline của cửa hàng 035 5678 885 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho xưởng tự gỗ hoặc có thể truy cập website xưởngtugỗ.com để đặt hàng. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh xưởng tự gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.